Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục review sản phẩm của Auto Pro. Nhu cầu nghe nhạc của anh em thì càng ngày càng nhiều và càng đa dạng. Thì trước khi làm cái video chia sẻ như thế này thì em đã tư vấn cho một anh trai có cái nhu cầu nghe âm nhạc khá là linh hoạt. Cái gu âm nhạc của anh ấy thì nếu như mà đi với gia đình hoặc là một mình ấy thì anh ấy muốn nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng và khoe được cái âm mid và khoe được cái vocal của ca sĩ. Thì khi mà đi với lại bạn bè, anh ấy muốn nghe những cái bản nhạc sôi động như là EDM này, hay là remix hoặc là non-stop để mà khoe ra cái âm bass. Đấy, thì với cái gu âm nhạc linh hoạt như vậy thì ngay lập tức em đã tư vấn cho anh ấy cái bộ loa DLS của Thụy Điển có cái mã là RC602Q mà hôm nay em đang có ở đây. Thì em sẽ cùng với lại mọi người đi tìm hiểu là nó ngon đến cỡ nào mà anh ấy nghe xong sẽ chốt nhanh đến như vậy. Ok, và cái bộ loa RC602Q này thì bao gồm có hai loa mid bass này, hai loa treble này và hai bộ phân tần. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái loa mid bass này. Bởi vì là một cái bộ loa thiên về âm bass cho nên là cái loa mid bass này nó cũng có một cái chất rất là riêng. Nó có một cái màng loa mỏng nhẹ, bền bỉ và rất là chắc chắn. Thì cái màng loa này được cấu tạo từ nhôm và xung quanh nó là cái vòm cao su buti để giúp cho loa giữ được cái form này và không bị biến dạng dù trong bất cứ cái trường hợp nào, bất cứ cái hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Và cái màng loa như thế này thì đảm bảo được cho loa hoạt động tốt kể cả trong cái thời điểm khắc nghiệt này hay là trong cái môi trường khắc nghiệt hoặc là cái môi trường nhiệt độ cao đấy, chứ không phải là khi mà môi trường nhiệt độ cao thì loa lại không cho ra những cái tiếng hay như cái lúc bình thường mà lại bị rè hay bị ù, thì anh em yên tâm là cái loa này không có cái hiện tượng đó. Và đằng sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một khối nam châm rất là lớn. Và khối nam châm này thì sẽ cho ra một cái lực điện từ trường lớn. Và lực từ trường lớn thì sẽ giúp cho màng loa dao động nhanh hơn. Và màng loa dao động nhanh hơn thì lại giúp cho cái khả năng tái tạo âm thanh được hay hơn. Ok, và để tương xứng với lại cái nam châm lớn như thế này thì DLS đã sử dụng một cái khung xương loa bằng nhôm nguyên khối rất là chắc chắn đó. Và về cái thông số ấy, thì cái loa mid bass này chúng ta sẽ có cái kích thước là 16.5 cm, tức là 6.5 inch ấy, và cái công suất của nó là 100W. Cái công suất max của nó là 150W và công suất cực đỉnh của nó là 300W. Thì rất là kinh khủng, bởi vì anh em, như anh em đã biết rồi thì DLS cũng có một cái sản phẩm nữa là một cái loa xúc điện ACVK10 ấy, thì công suất của nó là 200W mà cái công suất cực đỉnh của cái loa này đã là 300W rồi. Nó rất là kinh khủng. Thì anh em có thể yên tâm là cái chất âm bass của nó rất là sâu và chắc. Ok, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với lại cái loa chép ở đây. Khá là nặng và chắc tay anh em ạ. Và đây chính là loa chép mà RC28 có ở bên trong cái bộ loa RC602Q. Và nó cũng có một cái mã riêng như thế, bởi vì nó giống như những cái loa chép trước đây mà em đã giới thiệu ấy, là RC25 này hoặc là RC50. Thì dùng cho những cái bác nào mà có nhu cầu mà chỉ muốn cải thiện cái âm chép hoặc giải âm cao thì các bác sẽ mua những cái loa chép như thế này về và lắp đặt thêm trên xe của mình. Và quay trở lại thôi thì em sẽ chỉ cho anh em nhìn thấy ở đây là nó có một cái màng loa được làm từ lụa dệt thủ công. Đấy, cái màng loa này thì cực kỳ mỏng, nhẹ. Và như thế nó sẽ cho ra được cái dao động, tần số dao động rất là nhanh. Và cái mức độ tái tạo âm thanh của nó là hoàn hảo nhất. Và nó là loa chép, bản thân nó là loa chép, nó sẽ tái tạo những cái âm thanh ở giải âm cao. Nên đôi khi cái màng loa mỏng nhẹ như này nó dao động rất là nhanh đến cái mức mà mắt thường của anh em không thể nào nhìn thấy được. Cảm tưởng như là nó đang đứng yên ấy, nhưng mà thực ra nó đang dao động rất là nhanh và nó cho ra những cái âm thanh cao này, trong trẻo và rất là tách bạch. Thì cái loa chép này nó có một cái công suất là sử dụng cái công suất là 50W và cái giải tần đánh của nó là từ 1500 cho đến 25.000 Hz. Và ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái bộ phân tần ở đây.
Và cái bộ phân tần này thì sẽ giúp cho các loa làm đúng nhiệm vụ của mình. Tức là nó sẽ cắt những cái giải tần số thấp và trung thì sẽ cho loa mid-bass này, và những cái giải tần số cao thì sẽ cho loa chép. Và cái điều đó thì sẽ làm cho những cái loa làm đúng nhiệm vụ của mình và sẽ cho ra những cái giải âm thanh rất là tốt này, là cho những cái chất lượng âm thanh rất là hay. Ngoài ra thì còn bảo vệ được loa không bị hỏng cháy. Và nếu như mà các bác nào sử dụng những cái âm ly tích hợp DSP ấy, thì các bác sẽ không cần thiết phải sử dụng cái bộ phân tần này nữa. Đấy, mà cái vị trí lắp đặt thì chúng ta sẽ có, đầu tiên là loa mid-bass này, chúng ta lắp đặt ở cái vị trí cánh cửa. Sau đó là loa chép thì chúng ta sẽ lắp đặt ở vị trí trên mặt táp lô này, hoặc là ở trên ốp chân gương. Còn ở trên vị trí cột A thì chúng ta cũng có cái cốc nhựa như thế này để lắp đặt thêm vào trên vị trí cột A. Đó là toàn bộ mà những cái thông tin về thông số cũng như là vị trí lắp đặt hay đặc điểm về của cái loa RC 6.2Q này. Và anh em nào có cái nhu cầu mà nghe nhạc thiên bát này, nghe những cái dòng nhạc mạnh, sôi động như là EDM này, non-stop này, remix, thì có thể lựa chọn cái bộ loa như thế này. Và bộ loa này thì luôn có sẵn tại các cơ sở của Auto Pro. Anh em có nhu cầu thì đến nghe thử tại các phòng âm thanh hoặc là trên những cái xe demo. Còn anh em nào mà bận quá có thể liên hệ từ số hotline để được tư vấn và lắp đặt sớm nhất. Okay, cảm ơn và xin chào tạm biệt anh em.